Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay đây này, em xin giới thiệu với các bác một con máy đột dập này, hàng siêu khủng nhá. Đột dập 200 tấn. Hành trình xin anh lên xuống được 500. Đấy. Ti con này là ti 280, vỏ ngoài 450 nhá. Bờ đi kèm với nó là cái chạm nguồn 7,5 kW này. Và tủ điện điều khiển hai chế độ, một chế độ bằng tay, một chế độ tự động nhá. Có công tắc áp suất này. Đấy, đầy đủ đàng hoàng hết. Đây, máy đây là em đang cho là chạy chế độ bằng tay nhá. Đấy. Lên xuống này, anh Tú cho lên xuống đi. Đây, đây các bác nhá, xuống nhá. Đấy, kích đủ áp xong là máy sẽ đứng, các bác có nhấn thêm cũng được vì là có cài đặt công tắc hành trình công tắc áp suất trên kia rồi. Là các bác đến một cái lực nhất định là máy sẽ không hoạt động nữa. Rất chi là an toàn. Còn khi lên đây, các bác chỉ cần nhấn giữ cái nút này trong vòng 1 giây. Đấy là xin anh tự đi lên. Tốc độ xin anh chạy lên là rất chi là nhanh nhá. Đấy. Con này phù hợp cho bác nào làm cái đồ ép, ví dụ như là ép xoong nồi gì đấy, hoặc là làm máy đột dập nhá. Để con này không hề nghĩ gì luôn. Cân mọi loại chất liệu của các bác. Đột dập 200 tấn. Đây em bật sang chế độ bằng chế độ tự động cho bác xem này. Đây. Đấy, em bật chế độ tự động. Đấy. Nhấn nút bắt đầu tự động xuống này, xuống thang đủ áp. Tự động lên, đấy, được chưa? Đây, ta chỉ cần này, nhấn xuống ngay nữa. Đấy. Đủ áp, tự động đi lên nhá. Rất chi là tiện lợi luôn. Tốc độ thì nhanh khỏi bàn của đây này. Khi xoay hướng này, quay bên phía bên tay phải của em đây, thì là nó là chạy chế độ tự động. Nếu muốn mà về chế độ bằng tay á, chế độ gióc, để cho mình cân chính, mình lắp khuôn lắp đầu á, thì là mình chỉ cần xoay sang bên phía tay trái của em thì là nó sẽ về chế độ bằng tay nhá. Khởi động hai nút on off này. Đây là nút khởi động, đây là nút tắt nhá. Đấy. Còn đây là hai nút lên xuống. Khi mà cái tay điều khiển này nó có vấn đề này, khi cái tay điều khiển bằng tay này có vấn đề thì ta có thể điều khiển ở đây được. Chạm nguồn này là chạm nguồn 7,5 kW này, bơm piston nhá. Động cơ đang chạy rất chi là êm các bác nhá. Đấy, áp con này là max 250. Đây, bây giờ em cho chạy chế độ bằng tay, em là chạy xuống này. Đây, đấy, nhấp nhã này, đấy. Các bác có thể căn chỉnh xuống từng ly từng tí một. Đấy. Khi lên cũng vậy. Khi lên thì mới bắt đầu lên thì các bác phải giữ một tí thôi. Đấy. 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 Còn khi đã lên được một ít rồi thì các bác không cần phải chờ nữa. Đấy. Bác nào quan tâm đến con máy này thì liên hệ với em nhá. Xác con máy này là nặng mình khung không là hơn 5 tấn, tầm 5 tấn 2, 5 tấn 3 rồi đấy. Chưa tính chạm nguồn nhá. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558 nhá. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Bác nào nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Em xin chào tất cả các bác nhá. Em kết thúc video này.